đi cái gì đến đây, thì em bảo là em đi tàu. Thế chồng em bảo là thế tôi có ô tô, thế để tôi chở về nhé. Thì em mới lại từ chối, em bảo là người ta có chân người ta tự đi. Xong rồi chồng em cũng bảo là tại vì bây giờ cũng chiều tối rồi ấy, thì đi tàu cũng khá là vất vả, thì cứ để chồng em trở về. Trên đường về thì chồng em mời em đi ăn sushi. Thì cái này là cái món khoái khẩu của em chị ạ. Thế cho nên là em rất khó từ chối. Nhưng mà hôm đấy lại có lịch tập gym, thế nên là em bảo là thôi hôm nay phải đi tập gym rồi, không có đi ăn cùng. Thế chồng em bảo là lại từ chối, không có được từ chối nhiều như thế, người có thịnh tình mời. Thế là cứ mời mãi mà em cũng không cưỡng lại nổi cái sức hấp dẫn của sushi, cho nên là em đồng ý đi ăn. Ủa, là chỉ có sushi hấp dẫn thôi chứ chồng không có gì hấp dẫn hết trơn hả? Người ta lái xe hơi rồi em thấy ơi, có người lái xe hơi chở đi ăn mà không hấp dẫn. Lúc đấy em thấy kiểu trẻ con nha, em nghĩ cũng chẳng đến đâu ấy, tại vì kém tận 5 tuổi. Mà trước khi đi ăn thì chồng em bảo là tại vì đang mặc vest, đi học thì phải mặc vest thì nó hơi không thoải mái, cho chồng em rẽ qua nhà để thay đồ thì chở em về nhà của mình luôn, sau đấy đi vào thay đồ. Thì em nghĩ là để khoe khéo là có nhà riêng và ở ngoài có ba cái ô tô xếp hàng ở đấy, thì em nghĩ là ghê khoe khéo, khoe trá hình nhỉ. Khoe là nhà anh có điều kiện đấy ạ. Nhưng mà nhà ở mấy người mà ba chiếc ô tô? Ba ô tô của ai? Thì nhà ở 4 người, xe của bố, xe của mẹ với cả xe của chồng em. Rồi lúc đó có ấn tượng gì chưa? Ấn tượng chưa? Em chỉ thấy là khoe cũng khéo. Thực ra nói là khó khăn áp lực thì không có, bởi vì ba mẹ chồng rất là tốt và rất là chiều mình luôn ạ. Có một cái mà em bị sốc văn hóa với gia đình chồng, đó là mọi người tắm chung một cái bồn tắm ấy. À không phải là tắm chung một lúc, không phải là vào tắm chung một lúc, mà là hiểu nước nóng. Người này tắm xong rồi tới người kia vô tắm. Dạ vâng ạ, sẽ tắm theo lượt ạ. Theo thứ tự ưu tiên, cả bố chồng, xong đến mẹ chồng, xong đến em gái chồng, xong đến mình chẳng hạn. Nó là một cái bồn nước nóng và không phải là cứ mỗi người vào tắm thì sẽ thay nước mới xong rồi lại tháo nước đi để cho người khác ấy mà láo lại. Mà nó chỉ là một cái bồn nước nóng như vậy và mình cho các loại hương liệu tắm vào, sau đó thì cứ lần lượt thay nhau vào ngâm ở trong cái bồn đấy ạ. Mình đi là đi du học hay là đi công, đi lao động hay là đi như thế nào? Là em sang là theo diện du học tự túc ạ. Ở Việt Nam thì gia đình mình là ở đâu cơ, ở tỉnh nào? Gia đình em là ở Phú Thọ ạ. Ba mẹ em sống ở Phú Thọ thì bây giờ là chỉ còn hai người sống với nhau thôi ạ. Khi mà còn du học thì em cũng có về thăm nhà khoảng 1-2 năm một lần. Thế nhưng mà sau khi mà em sinh bé đầu thì là bắt đầu có bùng dịch Covid ạ. Thì em chưa về nhà được, là đến bây giờ là hơn 2 năm rồi ạ. Cái cơ duyên nào mà để em đi, lúc đó em đi du học tự túc? Vậy là gia đình mình cũng là khá giả ở Việt Nam đúng không em? Dạ không ạ. Bố mẹ em thì chỉ làm công nhân bình thường thôi ạ. Làm công nhân của một nhà máy phân lân ạ. Ồ, làm công nhân mà nuôi con để đưa con đi du học là không phải chuyện dễ đâu nha. Vậy là ba mẹ quá trời là thương con luôn. Thì bố mẹ em đúng là kiểu như kiểu là làm 10 đồng thì sẽ dành cho con 8 đến 9 đồng luôn ạ. Và nếu mà đấy là mong muốn của con thì có khi còn làm 10 đồng nhưng mà cố cho con cả 11, 12 đồng ạ. Đấy, người ta nói là cha mẹ thương con là biển hồ lai láng nha quý vị. Ba mẹ làm cực khổ có nhiều là gom cho con đi hết đúng không? Rồi khi lúc đó đi thì ai là cái người lo cho mình khi mà quyết định đi du học á, là mình xin đi hay ba mẹ mình biết đưa mình đi? Rồi giấy tờ, thủ tục rồi mọi thứ, rồi mình có quen biết ai ở bên Nhật hay không, như thế nào? Cái lý do đi du học Nhật của em thì cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà cái thời điểm đấy thì em vừa mới tốt nghiệp đại học xong và đang tìm việc. Em có làm thử một số công việc đúng với cái chuyên ngành đại học của mình, nhưng mà cảm giác là bản thân mình cũng chưa yêu thích cái công việc đấy và cảm giác nó cũng không phù hợp với mình. Thì trong lúc mà em đang loay hoay thì bố mẹ em có gợi ý là thế thì bây giờ mình thử đi du học, mình học thêm những cái mới và biết đâu là trên cái hành trình du học đấy thì mình sẽ tìm thấy cái đam mê cũng như là cái mà mình thực sự giỏi, thực sự muốn làm ấy. Tại sao em lại chọn đất nước Nhật Bản? Thì bởi vì thứ nhất là gần Việt Nam và chi phí thì cũng rẻ hơn so là với lại là đi những cái nước xa như là châu Âu hay là Mỹ ạ. Khi mà muốn cho em đi du học Nhật thì mẹ em có hỏi những người mà mẹ em quen biết ạ. Thì trong số đấy là có một cái chị đang sinh sống ở Nhật và chị cũng làm chuyên về lo giấy tờ cho các bạn du học sinh hay là thực tập sinh đi Nhật. Thì mẹ em liên hệ với chị đấy và chị đấy làm hồ sơ giấy tờ cho em. Vậy là mẹ giỏi quá ha, mẹ làm công nhân mà mẹ lo hết tất cả mọi thứ cho mình luôn. Rồi khi mà ngày đầu tiên đến Nhật thì cái cảm giác của em như thế nào? Nói chung lúc đầu thì em đi với cái tâm thế là muốn khám phá và thử thách, thấy nhiều những cái nó khác lạ thì mình cảm thấy rất là hứng thú và muốn tìm hiểu ạ. Tiên chỉ biết là ai qua bên Nhật cũng phải đi học tiếng trước đúng không em? Lúc đó em có những cái khó khăn như thế nào? Sang đến nơi thì bắt đầu em học trường tiếng thì em cũng gặp các bạn người Việt Nam rồi các bạn nước khác nữa cũng học cùng với em. Thì lúc đấy mình mới bắt đầu kết bạn. Cái khó khăn đầu tiên mà em cảm nhận đó là về ngôn ngữ.
khi mà em ở Việt Nam thì em cũng rất là chăm học, em chịu khó em học tiếng, em học hết hai quyển Minano Nihongo là hai cái giáo trình tiếng Nhật cơ bản. Trên lý thuyết thì là học xong hai quyển đấy là mình có thể giao tiếp được cơ bản về cuộc sống sinh hoạt rồi. Thế nhưng mà thực tế là khi em sang đến nơi thì em không thể giao tiếp được với cái vốn tiếng Nhật đấy. Bởi vì là thực tế người Nhật người ta nói rất là nhanh, rất là khác so với em học ở trong sách. Cũng như là ở Việt Nam thì ở bên Nhật người ta cũng có giọng vùng miền ấy ạ. Cái khó khăn nữa là đi tàu ạ. À, thì, đi tàu, đúng rồi, mình nói tàu mà đi mà không biết, mà không biết nghe mà chọc một cái là đi xa lắm luôn á. Đúng rồi ạ. Ở Nhật những cái ga nó lớn, nó có rất là nhiều lai tàu chằng chịt luôn. Và nó viết bằng tiếng, bằng chữ Hán thì mình không thể nào mà mình hiểu được. Thế nên là em cũng có đi nhầm tàu mấy lần và bị muộn học. Ờ, nó ra qua cái ga khác luôn là mình phải đợi chuyến tàu mình bắt ngược về lại đúng không em? Đúng rồi ạ. Mà kể cả là khi mà ra khỏi cửa ga cũng rất là khó khăn, bởi vì nó có cửa Đông, Tây, Nam, Bắc. Điểm ra của mình muốn ở cửa Bắc mà mình chỉ cần ra nhầm cửa Nam hay cửa Đông thì mình không biết đường nào mà đi nữa luôn. Em có đi làm thêm không? Công việc làm thêm đầu tiên của em là làm dọn phòng khách sạn. Em không biết để có gọi là bắt nạt hay không, nhưng mà theo trải nghiệm đó, của em thì... Kể chị nghe thử coi là chị biết liền à. Kể chị nghe coi nó công việc nó như thế nào. Em làm ở tầng của một cái ông giám sát. Em không biết là có phải ông ấy kỳ thị người nước ngoài hay không, nhưng mà khi mà em với cả một chị làm cùng em, ông ấy giao cho toàn những cái phòng rất là to và rất là nặng và cần làm rất là nhiều việc. Ông giao cho hai đứa con gái làm toàn những cái phòng 3 giường, tức là bọn em phải thay draft của 3 cái giường và dọn những cái phòng 3 giường thì nó rất là rộng ấy ạ. Nhưng mà ông ấy chỉ cho thời gian là từ 10 đến 15 phút thôi. Nó bẩn từ ngoài cửa vào trong, người ta đổ hết cả đồ ăn thức uống rác rửa lên vào trong bồn rửa mặt, bồn rửa tay, bồn cầu, rồi là rất là nhiều rác ở trên giường, dưới đất. Và bọn em vào một cái thì bọn em lao vào, bọn em dọn hùng hục. Nhưng mà nó không thể xuể được cái chị mà không xong. Thế đúng 15 phút sau thì ông ấy bật cửa, ông ấy lao vào và ông ấy nhìn thấy chưa dọn phòng xong, ông ấy chỉ thẳng tay vào mặt bọn em, ông ấy quát, ông ấy bảo là bọn mày trốn việc đúng không, bọn mày mải chơi đúng không, bọn mày làm quá lâu và chưa xong việc. Em cũng cố gắng để em giải thích bằng cái vốn tiếng Nhật nó chưa được lưu loát của mình ấy ạ. Thế nhưng mà ông vẫn cứ chỉ tay vào bọn em, ông bảo là bọn em là trốn việc, bọn em là người Việt Nam, bọn em làm việc này nọ. Thế xong rồi lúc đấy em ức quá, thế là em khóc luôn ở đấy. Sau đấy thì em đã có ý định là em sẽ bỏ về rồi. Thế nhưng mà sau khi mà em cũng suy nghĩ lại thì em nghĩ là mình làm như thế thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái hình ảnh của người Việt mình nữa ấy ạ. Nên là em cố gắng em đi xuống dưới văn phòng và em nói với cái người phụ trách. Thì ông ấy hỏi em là thế mày có muốn làm việc nữa không? Thì em bảo là nếu lần sau không cho ta làm việc cùng với ông giám sát này nữa thì ta sẽ làm. Lần sau là em đến là em không phải làm cùng với ông đấy nữa. Không, ở đâu cũng có người này người kia đúng không em? Những câu chuyện như vậy thì em có kể cho ba mẹ em ở quê nghe, ở nhà nghe hay không? Em có tâm sự với ba mẹ dạ không, không? Tại vì em sợ ba mẹ cũng lo lắng, em không muốn kể. Có cơ duyên nào gặp chồng mà đó bây giờ mới vô cái vụ chồng con nè. Vâng, em gặp chồng em thì là ở một cái lớp học Business Manner, là cái lớp học dành cho các nhân viên mới của công ty ấy. Em với chồng em thì là làm khác công ty. Thế nhưng mà tất cả các nhân viên mới của công ty em và công ty chồng em thì đều được cử đến cái khóa học đấy để học về các nguyên tắc ứng xử và cách làm việc trong công ty. Thì là bọn em gặp nhau ở đấy. Anh là người Việt Nam hay là người nước nào hay là người bản địa? Dạ là người Nhật ạ. Cái ấn tượng đầu tiên của em về chồng em thì nhìn rất là thật thà, ngoan hiền. Cái gì mà chồng mà diễn tả mà giống như con vậy, thật thà được không? Ngoan hiền nữa. Dạ tại vì chồng em kém em 5 tuổi cho nên là cái ấn tượng ban đầu nó là như thế ạ. Ồ, lần đầu gặp nhau như thế nào kể chị nghe. Sau này em hỏi chồng em là ấn tượng gì ở em lần đầu tiên thì chồng em bảo ấn tượng em bởi vì em đi muộn. Tại vì ở Nhật thì người ta cũng rất là trọng giờ giấc ấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi. Người ta làm tốc độ rất là nhanh. Trong cái lớp học đấy thì bọn em chung nhóm với nhau. Chồng em là trưởng nhóm nên là chồng em có rủ tất cả mọi người trong nhóm là cùng đi ăn trưa. Em lại từ chối. Em bảo là tại vì đợt đấy là em sinh viên mới ra trường, mới đi làm thì em còn chưa có kinh tế cho nên em rất là tiết kiệm. Em mua bánh mì từ buổi sáng, em cất vào cặp và em mang đi để em ăn trưa. Thế cho nên là chồng em rủ mọi người đi ăn trưa thì em từ chối. Rủ đi ăn chung thôi nhưng mà của ai đúng cả đúng không? À, đúng ạ. Ở Nhật là như thế ạ. Sau này chồng em có nói là lúc đến kiểu sốc tập 2 bởi vì là thứ nhất là đi muộn, thứ hai là từ chối lời mời ăn trưa của nhóm. Bởi vì ở Nhật người ta cũng rất là coi trọng việc làm việc theo nhóm và quan hệ xã giao giữa mọi người ấy ạ. Thì em lại từ chối lần hai.
Thế xong chồng em bảo thôi cứ đi với mọi người đi, bánh mì thì để đến tối ăn cũng được, mấy khi cả nhóm mà đi ăn với nhau. Thế là em cũng đi thì đi ra đến cửa thì là trời mưa. Thế xong rồi em nhìn thấy cái cặp của em là một cái cặp da, em mua cũng khá là đắt tiền, em không thể để nó dính nước được. Thế là em nhìn sang cái cặp của chồng em thì cái cặp của chồng em là cái cặp nhựa rẻ. Thế là em bảo cho mượn tí, xong em cầm em đội lên đầu em chạy luôn sang quán ăn. Thế là chồng em lại bị sốc tập 3. Thế là lúc về thì lại hỏi em là đi cái gì đến đây, thì em bảo là em đi tàu. Thế chồng em bảo là thế tôi có ô tô, thế để tôi trở về nhé. Thì em mới lại từ chối, em bảo người ta có chân người ta tự đi. Xong rồi chồng em cũng bảo là tại vì bây giờ cũng chiều tối rồi ấy, thì đi tàu cũng khá là vất vả, thì cứ để chồng em trở về. Trên đường về thì chồng em mời em đi ăn sushi. Wow, thì vậy là chắc là cái món khoái khẩu của em chị ạ. Thế cho nên là em rất khó từ chối. Nhưng mà hôm đấy lại có lịch tập gym, thế nên là em bảo là thôi hôm nay phải đi tập gym rồi, không có đi ăn cùng. Thế chồng em bảo là lại từ chối, không có được từ chối nhiều như thế, người có thịnh tình mời. Thế là cứ mời mãi mà em cũng không cưỡng lại nổi cái sức hấp dẫn của sushi, cho nên là em đồng ý đi ăn. Ủa, là chỉ có sushi hấp dẫn thôi chứ chồng không có gì hấp dẫn hết trơn hả? Người ta lái xe không hơi rồi, em thấy có người lái xe hơi chở đi ăn mà không hấp dẫn. Lúc đấy em thấy kiểu trẻ con nha, em nghĩ cũng chẳng đến đâu ấy ạ, tại vì kém tận 5 tuổi. Mà trước khi đi ăn thì chồng em bảo là tại vì đang mặc vest, đi học thì phải mặc vest ạ, thì nó hơi không thoải mái, cho chồng em rẽ qua nhà để thay đồ, thì chở em về nhà của mình luôn, sau đấy đi vào thay đồ. Thì em nghĩ là để khoe khéo là có nhà riêng và ở ngoài có 3 cái ô tô xếp hàng ở đấy, thì em nghĩ là khoe là nhà anh có điều kiện ấy ạ. Nhưng mà nhà ở mấy người mà 3 chiếc ô tô? Ba ô tô của ai? Thì nhà ở 4 người, xe của bố, xe của mẹ với cả xe của chồng em. Rồi lúc đó có ấn tượng gì chưa? Ấn tượng chưa? Em chỉ thấy là khoe cũng khéo. Cũng vui ha. Đó là phía bên nhà bên chỗ chồng mình. Còn bên nhà em thì sao? Khi mà biết em mà quen với cái người bản địa thì phản ứng của ba mẹ em ở quê như thế nào? Ba mẹ em phản đối kia nhiệt liệt. Thứ nhất là ba mẹ lo chưa biết cái người đấy như thế nào, mặt ngang mũi dọc ra sao, có tốt hay không. Thứ hai là suy nghĩ là lấy chồng xa như vậy thì ba mẹ em cũng chưa có chuẩn bị tinh thần và kiểu cảm giác như là bị mất con ấy ạ. Mẹ em cứ đi ra đi vào xong hát cái câu ca dao mà có con mà gả chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Hoài con mà gả chồng xa, trước là mất dỗ sau là mất con ấy ạ. Mẹ em nghe tin xong mẹ em cứ đi ra đi vào hát cái bài đấy ạ. Thì bố mẹ em cũng phản đối quá, thì là em mới tâm sự với chồng, em bảo là bây giờ bố mẹ lo như thế thì có thể nào mà sắp xếp công việc cũng như là thời gian rồi tiền bạc sang đây gọi là ra mắt chào hỏi một lần để cho bố mẹ xem là mình là người như thế nào, thì để bố mẹ yên tâm. Và chồng em cố gắng thu xếp công việc mặc dù là rất là bận rộn, mà thu xếp công việc và sang Việt Nam. Rồi lúc mà nhìn gặp thấy chồng em thì ba mẹ em đồng ý không? Cái cảm xúc của ba mẹ em như thế nào? Dạ đồng ý quá luôn. Ủa vậy hả? Bà là nhìn trông tử tế, thật thà, nhìn có thể tin tưởng được. Và còn kém 5 tuổi nữa thì lúc đấy bố mẹ em tặng lưỡi bảo thế này, lúc đầu thì tưởng là con gái bị lừa, chứ bây giờ thì không biết là ai mới bị ai lừa. Dễ thương quá. Rồi còn phía bên nhà chồng thì sao? Trong cái thời gian mà bọn em tìm hiểu và yêu đương thì em đến nhà chồng em chơi rất là nhiều. Và thậm chí là bố chồng em còn bảo là muộn rồi thì ngủ lại đây rồi hôm sau về. Có nghĩa là em đến nhà chồng em chơi rất là nhiều, ăn uống, chơi bời, còn đi du lịch chung rất là nhiều rồi ạ, trước khi cưới ạ. Oh, wow, chúc mừng em nha, quá tuyệt vời luôn. Đám cưới xong là em sống ở nhà ba mẹ chồng luôn hả? Dạ vâng ạ, dạ bây giờ là ra riêng rồi ạ. À, là sống chung với bố mẹ chồng được bao lâu? Dạ, sống chung với bố mẹ chồng chỉ khoảng 1 năm thôi ạ. Sau đấy thì là cái công việc của em, cái công ty em làm nó hơi xa nhà chồng em, cho nên là bọn em chuyển ra ngoài ở để tiện cho em đi làm. Khi mà về làm dâu ở một cái nơi xa xứ, phong tục tập quán mọi thứ nó đều khác biệt hết. Mặc dù là ba mẹ chồng quý thì quý, nhưng mà bản thân em có thấy có gì khó khăn, có gì áp lực trong cái thời gian đầu mới về nhà chồng không? Thực ra nói là khó khăn áp lực thì không có, bởi vì ba mẹ chồng rất là tốt và rất là chiều mình luôn nhỉ.
có một cái mà em bị sốc văn hóa với gia đình chồng, đó là mọi người tắm chung một cái bồn tắm ấy. À không phải là tắm chung một lúc, không phải là vào tắm chung một lúc, mà là hiểu nước nóng. Người này tắm xong rồi tới người kia vô tắm. Dạ vâng ạ, sẽ tắm theo lượt ạ. À, theo thứ tự ưu tiên cả bố chồng, xong đến chồng, xong đến mẹ chồng, xong đến em gái chồng, xong đến mình chẳng hạn. Nó là một cái bồn nước nóng và không phải là cứ mỗi người vào tắm thì sẽ thay nước mới xong rồi lại tháo nước đi để cho người khác ấy mà láo lại, mà nó chỉ là một cái bồn nước nóng như vậy và mình cho các loại hương liệu tắm vào, sau đó thì cứ lần lượt thay nhau vào ngâm ở trong cái bồn đấy ạ. Nhưng mà cũng không phải là nhưng mà cũng không phải là người đầy mồ hôi dầu mỡ mà nhảy vào đấy để ngâm, mà có nghĩa là mọi người sẽ tắm sạch bằng gói hoa sen trước với lại dầu gội sữa tắm bình thường, sau đấy thì mới vào để ngâm bồn ạ. Nhưng mà lúc đầu thì em vẫn vẫn thấy sợ. Đúng rồi, chị nghe chị cũng sốc nữa. Sau quen rồi thì em thấy cũng bình thường. Bình thường rồi ạ. Có một cái nữa mà em cũng mới đầu em cũng cảm thấy sốc, đó là việc mà quan hệ giữa bố mẹ với con cái gần như là khách sáo như là khách ạ. Có nghĩa là bố mẹ làm cái gì cho mình cũng phải cảm ơn, xin lỗi rất là nhiều luôn ạ. À, có nghĩa là như là ở Việt Nam bố mẹ đưa vui vui đưa mình đi ăn một bữa thì mình cũng chỉ ngon quá thôi. Thế nhưng mà ở bên này khi mà bố mẹ đưa đi ăn thì mình phải cảm ơn rất là nhiều vì bữa ăn ngon, rồi là nói rất là nhiều ấy ạ. Em cũng có nghe là người Nhật trẻ bây giờ thì người ta không thân thiết với bố mẹ và người ta rất là sống tách biệt. Thế nhưng mà đối với gia đình nhà em thì lại khác hoàn toàn ấy ạ. Có nghĩa là bố mẹ con cái rất là gắn kết với nhau. Nãy em nói là mình có hai cháu rồi đúng không? Mấy tuổi với mấy tuổi rồi? Thì em có hai bé, bé lớn là 2 tuổi rưỡi và bé nhỏ là 1 tuổi rưỡi ạ. Vậy là khi sinh là mình đã ra ở riêng rồi, chứ mình không ở chung trong nhà ba mẹ chồng nữa đúng không? Lúc đầu cưới về bọn em ở chung, sau đấy là bọn em ra ở riêng một thời gian. Sau đấy khi mà em có bầu chuẩn bị sinh bé thứ nhất thì ba mẹ lại gọi về ở chung, bảo là tại vì em sinh bé đầu thì lo em không biết chăm rồi sức khỏe em không đủ thì về ở chung cho yên tâm. Rồi vậy ông bà ngoại ở Việt Nam là gặp hai cháu chưa? Dạ chỉ được gặp qua màn ảnh nhỏ ạ. Ồ, là từ cũng dịch 2 năm nay rồi đâu có về Việt Nam được đúng không? Dạ đúng ạ, từ lúc em sinh bé đầu là dịch và không về được ạ. Rồi thôi, hy vọng một ngày sớm nhất là đưa hai cháu được về thăm ông bà. Cái cơ duyên nào mà bắt đầu em phát triển cái kênh YouTube của mình đến với công việc làm YouTube? Cái lúc đấy là cái khoảng thời gian mà em cảm thấy cuộc sống của em nó khá êm đềm và tẻ nhạt ấy ạ. Tức là hai vợ chồng chỉ có ngày đi làm, tối về ăn uống xong rồi xem tivi rồi đi ngủ, thì em cũng thấy cái cuộc sống của mình nó trôi qua nó khá là buồn tẻ và em muốn là cái cuộc đời của em nó cần có thêm điểm nhấn. Và cũng như là em cũng muốn là mình có thể mang lại một cái giá trị gì đấy cho cuộc sống như là cho xã hội chứ không phải là chỉ như thế này. Thì em suy nghĩ và em thấy là bởi vì mình có thể mình lấy chồng Nhật, mình tiếp xúc gần hơn với cái văn hóa Nhật, thì tại sao mình không đem cái đấy mình chia sẻ đến cho mọi người để cho mọi người có một cái góc nhìn mới. Và cái thứ hai là em thấy là xung quanh em những cái bạn mà kể cả là các bạn du học sinh hay là các bạn tu nghiệp sinh, khi mà các bạn ấy không có đủ cái vốn tiếng Nhật ấy ạ, thì các bạn gặp rất là nhiều thiệt thòi. Bản thân em thì cũng không phải là một người quá giỏi tiếng Nhật, nhưng mà em cũng được khen về phát âm rồi các thứ, nói chung là nói tiếng Nhật khá là lưu loát. Thì em muốn là em chia sẻ cái cách học cũng như là cái việc học tiếng Nhật của mình cho các bạn, để biết đâu là giúp được các bạn có thêm những cách học cũng như là cái kiến thức về tiếng Nhật để mà cuộc sống ở Nhật nó được dễ dàng hơn một chút. Quá tốt luôn. Rồi mình qua bên đó bao nhiêu năm rồi thì mình đón những cái Tết bên Nhật vui không? Những cái Tết bên Nhật cái như thế nào? Nó có giống Tết ở Việt Nam mình không em? Dạ, mẹ chồng em thì là một người khá là truyền thống. Nhưng mà người Nhật thì người ta chỉ ăn Tết Dương thôi và cũng ăn rất là ngắn ngày, chỉ có 3 ngày thôi, chứ người ta không ăn Tết âm như mình. Vào ngày Tất Niên, tức là ngày 30 Tết, thì người Nhật sẽ có truyền thống là ăn mì Toshikoshi Soba để đón năm mới. Sau đấy thì qua năm mới thì mẹ chồng em sẽ làm osechi, tức là những cái hộp đựng những cái đựng món ăn mà mang những cái ý nghĩa là may mắn rồi là giàu có, thịnh vượng. Thì là em cũng cùng giúp phụ mẹ làm những cái đấy để đón Tết, ăn Tết. Nếu ở bên bển là Tết ta mình là em không có làm gì hết, không có ăn Tết gì hết trơn, Tết Việt Nam mà không làm gì hết. Dạ vâng, tại vì là lúc đầu thì là em ở chung cho nên Tết ta thì em cũng không có dám bày biện gì, tại vì không phải là nhà mình. Thì em cũng chỉ gọi điện
FaceTime cho bố mẹ em và để cho hai bên gia đình chúc Tết nhau, rồi em cho bố mẹ chồng em xem là đây ở Tết Việt Nam của con thì ở nhà con chuẩn bị như thế này thế kia, thế thôi ạ. Còn đến khi mà em có bé rồi thì cũng khá là bận vì hai bé còn nhỏ nên em cũng không thể nào mà chuẩn bị Tết được. Từ hồi còn là du học sinh cho đến bây giờ thì năm nào cứ đến gần Tết thì lại có cảm giác rất là buồn. Mình xem trên Facebook hay là trên TV phim ảnh thì ở nhà bạn bè rồi là người thân mình, cái không khí nhộn nhịp mà đón Tết ấy ạ, chuẩn bị ngày Tết như là dọn dẹp nhà cửa hay là trang trí cành tay hay là rửa là rong gói bánh, nó rất là quen thuộc và đã lâu rồi mình không có được trải qua. Mẹ em thì lúc nào cũng gọi xong rồi nói là Tết này mày có về ăn Tết được không, chán thế mà không về được à, lại chỉ có mỗi hai ông bà già. Có cái kế hoạch gì chưa, có định năm nào có định ăn về quê ăn Tết một năm không? Em cũng rất là muốn được về quê để ăn một cái Tết Việt Nam, Tết Nguyên Đán trọn vẹn, và chắc là cũng phải chờ hết dịch và hai bé nhà em lớn hơn một chút rồi mình sắp xếp mình. Em rất là muốn về nhưng mà rồi chồng con được. Đâu rồi nãy giờ đó chồng con hoài, có chồng con ở nhà không à, cho chị xem này, mời chồng con vào. Dạ. Vâng ạ, chị chào em một chút ạ. Wow, dễ thương quá. Con chào cô Cát Tường. Wow, hai đứa sinh năm một hả? Dạ, vâng ạ. À, xin chào. Dễ cưng quá. Đâu, anh phải không? Anh với hàng lớn hàng này là anh hay là em? Hai đứa là bé gái hết ạ. À, trời ơi, tại tôi thấy bên kia có buộc hai chục, thấy bé gái bên này không có buộc nên tưởng đâu là con trai. Ủa, chồng mặc áo dài luôn hay gì vậy? Mặc cái gì vậy? Mặc áo dài luôn ạ. Ở đâu mà nguyên cả gia đình máu dài bận đẹp quá vậy? Đây là áo dài cưới của bọn em ạ. Chị hỏi á, là em hỏi chồng em coi có phải là cái hôm đầu tiên mà ấn tượng mà gặp em mà em từ chối đó, là lúc đó là đã thích em rồi chưa? Suki thì là mà khi nhìn thấy cái người nào thì cảm thấy. Mà là suki chẳng phải. Suki thì là mà tôi là khi nhìn thấy cái người nào thì cảm thấy. まあ最初の出会いの時はもう、まあ、とりあえずひとまずあの 気になったっていうのがあって、そこからまあ徐々に会話してるうちにあの、まあ、ちょっと飯でも行こうかなっていう、まあまあ、徐々に気持ちは変わってくるっていう感じだ。Hỏi chồng thử coi là cảm nhận như thế nào, nhận xét như thế nào về vợ của mình. まあ大事な人やなっていう。まあ面白いとこもあるし、あの、まあ、優しい、まあ、性格はまあ、優しいし明るいっていうのが一番印象的で、まあ、最終的にまあそこから好き、まあ、なっちゃったかなっていう。Cảm ơn hai vợ chồng rất là nhiều, một gia đình rất là dễ thương ha. Bây giờ tặng cho hai bạn một món quà từ chương trình nha. Xin mời. Dạ. Con chào bố. Xin chào. Chào bố. Chào mẹ. Xin chào. Dạ. Cảm ơn. Hồi nãy giờ thế là bố có nghe con gái chia sẻ chuyện không? Có theo dõi, mọi người bố cũng theo dõi. Chương trình đặt bí mật kết nối với bố của Thu Hiền tại Phú Thọ. Đây cũng là lần đầu tiên bố của Hiền nghe được trọn vẹn những tâm sự của con gái về cuộc sống tại xứ người. Lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện đầy khó khăn cũng như thú vị của con gái một mình vượt qua nơi đất khách quê người, khiến cho người bố như chú Trường không khỏi bồi hồi, xúc động. Và tất nhiên không thể nào nguôi đi nỗi nhớ mong con và cháu được đoàn viên ở tại quê nhà Phú Thọ. Ta con gái mình cũng trưởng thành rất là nhiều, vượt qua được những cái một cái thời gian nó cũng rất là dài. Nghị lực bản thân của con gái mình để có cái ngày hôm nay, có cái gia đình nó như thế này, rất là hạnh phúc. Con cháu thì ngon ăn, khỏe mạnh. Ở quê bây giờ gần Tết rồi nè, không biết là cảm xúc của ba mẹ như thế nào khi mà Tết này lại vui tuổi hai vợ chồng hả? Không có con cái bên cạnh, không biết là bây giờ bố đang cảm thấy như thế nào? Em thứ hai đấy là quân nhân, cho nên là Tết cũng không được về. Thì gia đình cũng xác định rồi, chủ yếu là về cái tương lai, về cái sự nghiệp của con cái. Còn bố mẹ cũng hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước rồi. Thì bây giờ về là thứ nhất là giữ gìn sức khỏe. Đến bây giờ khi mà con có được một cái cuộc sống nó đầy đủ và nó tốt đẹp như thế này thì con cảm thấy rất là biết ơn bố mẹ đã lao động vất vả, cũng như là đã dành rất là nhiều tình thương cũng như là sự quan tâm lo lắng cho con. Con nghĩ giá như ngày xưa mình có thể bớt ham chơi hơn một chút, có thể biết suy nghĩ hơn, chăm học hơn, thì có thể là con đã có được một cái thành công sớm hơn để mà con chăm sóc cũng như lo lắng được cho bố mẹ.
trước khi mà con lấy chồng hay là vướng bận con cái. Thì đấy là cái điều mà con rất là hối tiếc. Và thứ nữa là bây giờ con lại lấy chồng xa, ở xa như thế này thì con biết là bố mẹ cũng khá là buồn và cô đơn khi mà bây giờ cũng nhiều tuổi rồi. Con sẽ cố gắng khi mà qua cái giai đoạn chăm hai bé còn nhỏ như này, khi mà qua đi thì con sẽ cố gắng để có thể là về thường xuyên hơn và về với bố mẹ vào những ngày Tết để bố mẹ không buồn và không cảm thấy cô đơn khi mà thiếu các con. Bố mẹ sinh con ra, đúng không ạ, đưa các con khôn lớn thì bố mẹ cũng chỉ mong hướng cho các con theo những cái mà những điều tốt nhất cho con thôi. Còn thành công trong cuộc sống hay không ấy, nó phải là nghị lực của các con, nghị lực của trí tuệ con ạ. Với bố vẫn dạy các con ạ, bất kể môi trường nào, cuộc sống nào, nếu con người thiếu đi nghị lực, thiếu đi trí tuệ, không bao giờ thành công trong những cái việc nhỏ nhất.